Thưa quý khán giả, thời gian qua, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực nhằm vận động đoàn viên thanh niên thực hiện khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh. Tại thành phố Tây Ninh, nhờ hoạt động khai báo y tế nhận quà liền tay, tỷ lệ đoàn viên thanh niên tham gia khai báo y tế đã tăng lên rõ rệt. Với cách làm đơn giản, hàng ngày, sau khi khai báo y tế thành công, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ tiến hành đăng tải các hình ảnh có liên quan lên mạng xã hội Facebook, tag kèm fanpage Thành đoàn Tây Ninh và 3 người bạn khác, đồng thời gắn thêm các hashtag như Thành đoàn Tây Ninh, khai báo y tế. Chỉ cần làm đầy đủ các bước trên, mỗi cá nhân sẽ được nhận ngay một khẩu trang y tế. Ngoài ra, những đăng tải có trên 50 lượt thích và chia sẻ còn được tặng kèm một chai nước rửa tay khô. Đến cuối đợt vận động, Thành đoàn Tây Ninh sẽ chọn những hình ảnh đăng tải mang tính tuyên truyền cao để tặng giấy khen và tiền thưởng. Hoạt động này đã nhanh chóng thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn viên thanh niên tham gia khai báo y tế. Thì trong thời gian qua thì góc độ Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã triển khai đến tất cả các tổ chức đoàn trực thuộc trên địa bàn, các bạn tích cực để vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn mình, vận động người thân mình và nhân dân trên địa bàn đăng ký khai báo y tế. Đến nay thì số lượng khai báo dưới 40 tuổi trên địa bàn thành phố thì ở mức trên 3.000 lượt khai báo y tế. Từ khi mà triển khai cái mini game đến nay thì Ban Thường vụ Thành đoàn nhận thấy rằng số liệu khai báo y tế càng ngày càng tăng. Thì hướng đến sắp đến thì góc độ Ban Thường vụ Thành đoàn cũng sẽ triển khai tìm nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp đối với tình hình thực tế hiện nay để hướng đến 100% đoàn viên và thanh niên trên địa bàn thành phố khai báo. Giữa mùa dịch 2019 như hiện nay, khai báo y tế là việc làm cần thiết, giúp sớm phát hiện bệnh, sớm phân vùng ổ dịch và kịp thời cách ly. Không riêng gì lực lượng đoàn viên thanh niên, mọi người dân cũng được khuyến khích nên thực hiện khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh.